Tới rồi mọi người, chuẩn bị. Kìa tới, kìa tới. Sinh nhật vui vẻ. Happy birthday to you. But are you sure if the date is true? Happy birthday to you. But are you really sure if the date is true? Maybe then to real parents. Vui. Cảm giác em sao? Hôm nay em phải sinh nhật em. Đúng năm nay rất là may mắn là công ty của bên tôi làm ăn với công ty của bên anh. Mình cũng thấy tự tin cái đó là mình sẽ thành công cái này. Bây giờ thứ ba tuần sau đi, tôi sẽ gửi mấy cái file qua cho anh. Được. Ok. Mời. Đẹp và nhiều anh. Thôi, em vô trước đi. Giờ anh vô đi. Kỳ quá. Ai kỳ phải không? Em vô anh đi. Anh là khách mà, vô đi. Anh biết là anh là khách mà em là chủ phải không? Thôi em đi vô trước đi. Khách sáo anh vô đi. Thôi đi mà. Thôi đi em vô trước đi. Sớm ăn cũng chưa anh cũng bao nó dặn vô trước đi. Ai bao được bao, em cứ vô trước đi cho. Kỳ quá đi. Anh cứ vô đi, mời anh vô đi. Anh là người lớn, anh phải nghe lời anh phải không? Người lớn thì em phải nhường chứ. Công ty của em phải không? Anh chuyện là khác thôi. Thì khách vô trước đi mà, cứ vô đi. Trời ơi. Trời ơi. Bộ bao. Trời ơi. Em vô thằng em vô đi. Em thấy anh ngắt cái đầu qua, em tưởng đâu là anh mời em vô. Anh vô là... rồi đúng không? Thật sự anh vô vô chứ. Anh mời mời em. Anh cứ vô đi. Nói mà phải không em? Anh nói. Em vô đi. Thôi mà. Cái này kỳ quá, anh là người khách. Lúc nào là người khách cũng mời vô trước. Không mà anh cứ vô đi. Thôi đi mà. Em là chủ ở đây. Anh nói cỡ bao nhiêu là em cũng nói cỡ bao nhiêu thôi. Vậy anh cứ vô đi. Trời ơi, vô nãy giờ là hai người vô trong đó rồi. Chưa thì thấy anh thì lịch sự giống anh á, anh vô trước thì em ơi, em vô giùm anh đi, em vô trước đi, anh đi theo em thôi. Vô đi mà anh ơi, kỳ quá, nãy giờ rồi cứ vô đi. Em ơi, anh thật sự anh mệt, anh cứ nằm đi. Nói với em, anh không nghe lời. Em ơi, em vô đi. Ôi. Vô trước đi, đợi anh á. Ừ.